Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo, 59 năm ngày thành lập Ban tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam tại Tây Ninh. Tham dự có ông Võ Văn Thưởng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Trải qua 90 năm, ngành tuyên giáo đã đổi qua nhiều tên gọi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo thì vẫn luôn thống nhất và xuyên suốt. Góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành tuyên giáo luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo. Những đóng góp to lớn đó của ngành tuyên giáo được nhân dân trân trọng, Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao huân chương sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý. Để lưu giữ giá trị trường tồn của ngành tuyên giáo, ngày 2 tháng 5 năm 2020, Ban tuyên giáo Trung ương đã khởi công tôn tạo lại di tích Ban tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.